Ở đây là em đứng trên cầu mình có thể view cái vị trí cái cảnh nhà thờ rất là đẹp mọi người. Mình rất là cổ kính. Nhà thờ này nằm bên cạnh cái dòng sông rất là thơ mộng. Sông này hồi xưa nhỏ mình đi học đi qua lại con sông này là đi bằng đò. Hồi xưa mình đi xe đạp xong rồi đi dắt xuống đò. Chèo ghe qua chèo lại. Mỗi bận vậy là mấy trăm đồng một càng gì đó mọi người. Xưa đi học rất là cực khổ luôn. Bây giờ thì cho bắt cầu lên thì xe cộ lưu thông qua lại rất là dễ dàng. Tạo điều kiện phát triển kinh tế rồi vận chuyển hàng hóa này kia. Đây là nơi tuổi thơ mình lớn lên và sống ở nơi đây là mọi người. Giờ mà xe máy đi vô cái đây là cũng may lắm nè. Người thấy không, đây là hai bên còn đường mương không à. Mấy dài mét là có một con mương, dài mét có một con mương nè. Thế này ô cô biết năm nào mới vào đây rồi. Đấy, 2 mét. Vài mét là có một con mương. Đây quá trời luôn nè, đây qua cầu nữa. Không vậy nè. Ôi chào mọi người. Hiện tại thì mình đang có mặt ở ấp Bầu Dơi, thuộc xã Hương Nhượng. Thì ở đây là có một địa điểm rất là nổi tiếng, đó là nhà thờ La Mã. Nhà thờ này được xây từ thời Pháp. Thì bây giờ mình sẽ dẫn mọi người vào xem cái nhà thờ La Mã này như thế nào nhé. Hãy theo chân mình. Lối vào của nhà thờ La Mã như một lộ La Mã luôn. Hai bên còn là dừa không luôn. Con đường này nếu mình đi ngược lại là mình đi xuống chợ Sơn Đốc đó các bạn. Chợ Sơn Đốc thuộc xã Hương Nhượng, huyện Dòng Trôm, tỉnh Bến Tre. Hồi xưa con đường này đi lại rất là khó khăn. Con đường này được đổ nhựa thì thời gian vẫn gần đây thôi, còn khoảng vài năm nữa các bạn. Do bên trong đây có cái nhà thờ đó cho nên người dân ở đây cộng với bên giáo xứ, cộng với bên nhà nước á, chúng ta mới làm là cái con đường này cho nó thuận tiện đi lại á các bạn. Vào những ngày lễ thì xe cộ đi vào nhà thờ rất là đông. Những đường này là bị kẹt xe nha lắm các bạn. Mấy ngày lễ là xe đầy ở đây luôn, không có chỗ đậu luôn. Rồi, mình đã đến nhà thờ rồi các bạn ơi. Đây là trước cổng nhà thờ nè mọi người.
biểu diễn như văn nghệ của nhà thờ. Đây là bên trong nhà thờ nè mọi người. Đây là phía bên trong nhà thờ La Mã. Thank you.
Phía trước nhà thờ có cây cầu bắc vào con sông rất là đẹp và thơ mộng. Mình sẽ ra review cho các bạn xem nè. Xong có cái cảnh nhìn nhà thờ rất là đẹp, mình lại review cho mọi người xem. Xưa là một bến đò chứ không phải bắt cầu như bây giờ. Cái cầu này bắt được khoảng vài năm đó rồi đây thôi. Đây xưa là một bến đò. Xưa mình đi xe đạp xong rồi đi dắt xuống đò, chèo ghe qua chèo lại. Mỗi bận vậy là mấy trăm đồng một ngàn gì đó mọi người. Xưa đi học rất là cực khổ luôn. Bây giờ thì ta bắt cầu lên thì xe cộ lưu thông qua lại rất là dễ dàng. Tạo điều kiện phát triển kinh tế rồi vận chuyển hàng hóa này kia. Tuổi thơ mình lớn lên và sống ở nơi đây là mọi người. Ơi về thôi, đây là trên đường về nhà của mình nè. Đấy đường ra nè. Đường này bề rộng khoảng 3 mét nè. Đường này thì xe ô tô đi vào được nha mọi người. 4 chỗ, 7 chỗ, 16 chỗ đều đi vào được hết. Đây xe ô tô là phải đậu bên đây chứ không có qua được ha. Đây xe của mình đậu đây. Đây lấy em thùng thay gơ đi. Châu đá luôn rồi. Dạ. Cái này coi lái thùng xạ nó mới đi được qua cái cầu này nè. Ui sợ.
Ôi trời ơi, nó được đi đây nó chạy 80 km/h bây giờ. Các bạn thấy đường với nhà mình đi thấy đã không? Hai bên vừa không mắc lưỡi luôn. Người về đây thấy mát mẻ không? Miếng nắng luôn. Để xe ngoài đường không có miếng nắng nữa không? Giờ này có nắng. Giờ 7 giờ tối không có miếng nắng. 6 giờ tối. Đường này bây giờ chạy xe được là ngon lắm rồi mọi người. Hồi xưa mà xe máy mà không chạy được luôn đó. Xe đạp mà phải dẫn bộ. Hồi xưa không có đường đan này, đường đất nó bị mình dẫn bánh xe họ bị dính, bánh xe cứng ngắc luôn, đâu có dẫn được đâu. Xưa là chỉ đi bộ thôi. Bây giờ mà xe máy đi vô cái đây là cũng may lắm rồi. Thấy không, đây hai bên còn đường mương không à, phải vài mét là có một con mương, vài mét có một con mương nè. Cái thứ này ông cô biết năm nào mới vào đây được, hai mét, vài mét là có một con mương, đây quá trời luôn nè, đây qua cầu nữa, mương nước không vậy nè. Ngã ba không có đèn đỏ hả con? Ngã ba không có đèn đỏ đấy. Cái dừa nó che mà tối hầu không thấy đường luôn. Người ơi, thấy còn là dừa với dừa thôi. Mương nước rồi nè, đâu cũng thấy mương hết rồi đó. Đây là vừa tới đầu đất của nhà mình nè. Mọi người chạy không khéo là té lọt với ao kìa. Có nhà, có nhà. Thì mình xin chào mọi người và hẹn mọi người vào những video tiếp theo. Và nếu mọi người thích thì hãy like và đăng ký kênh mình nha. Xin cảm ơn mọi người.